Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một thủ tục nữa trên điện thoại Android. Đó là hướng dẫn cho các bạn cách bật tắt chế độ tiết kiệm pin trên điện thoại Android nha. Khi các thiết bị điện thoại hiện nay đều có trang bị chế độ tiết kiệm pin trên Android, chế độ tiết kiệm pin cho phép người dùng giảm hiệu năng hoạt động của thiết bị. Các tiến trình chạy nên sẽ bị hạn chế, những tính năng tiêu thụ nhiều năng lượng như đồng bộ hóa Bluetooth sẽ bị tắt đi để tối ưu hóa thời lượng sử dụng pin điện thoại cũng như là giúp tăng tuổi thọ của pin. Thì để mà bật tắt chế độ tiết kiệm pin trên điện thoại Android thì các bạn hãy làm theo các bước sau. Thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đầu tiên để bật tắt chế độ tiết kiệm pin trên Android nha. Thì các bạn hãy vuốt từ trên xuống dưới, tiếp các bạn vuốt xuống. Thì nếu mà bạn vuốt từ trên xuống dưới mà nó không có cái chỗ mà tiết kiệm pin thì các bạn hãy vào cái chỗ mà cái vuốt chỉnh để mở rộng ra nha, mở rộng những cái tính năng ra. Thì các bạn vào đó, tiếp theo các bạn hãy chọn vào tiết kiệm, trình tiết kiệm pin nha, nó đang chạy nè, các bạn hãy chọn vào trình tiết kiệm pin rồi các bạn đưa lên. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào, tiếp theo các bạn hãy lướt lên, tiếp theo các bạn hãy lướt xuống và các bạn hãy bấm vào trình tiết kiệm pin nha. Các bạn bấm vào trình tiết kiệm pin và các bạn nhấn vào bật, thì như vậy là bạn đã bật chế độ là trình tiết kiệm pin trên điện thoại rồi. Cách thứ hai là các bạn có thể bật trình tiết kiệm pin trong phần cài đặt của điện thoại bằng cách là vào phần cài đặt của điện thoại nha các bạn, vào phần cài đặt trên điện thoại. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào pin. Tiếp theo các bạn hãy bấm vào chỗ là trình tiết kiệm pin nha, các bạn nhấn vào. Thì các bạn có thể thấy chế độ trình tiết kiệm pin đang được tắt đi, thì các bạn hãy vuốt sang phải để bật cái chế độ này lên. Các bạn hãy nhấn vào và các bạn đang bật cái chế độ này lên nha. Thì như vậy là các bạn đã bật chế độ trình tiết kiệm pin trên điện thoại Android lên rồi. Thì việc bật chế độ trình tiết kiệm pin không những không ảnh hưởng đến máy mà còn giúp kéo dài thời gian sử dụng pin lâu hơn. Thì bên cạnh đó, việc sạc điện thoại khi chế độ tiết kiệm pin đang bật nó không ảnh hưởng gì đến máy nha. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách bật tắt chế độ tiết kiệm pin trên điện thoại Android rồi. Nếu các bạn chưa làm được hoặc có bất kỳ thắc mắc nào thì để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.